Một số cái ngân hàng hoặc là két sắt thì nó bị tình trạng là nó khi mà cải gian nó vào thì nó khò đốt cái két sắt hoặc là cái trạm ATM để mà nó phá cái cánh cửa nó lấy tiền. Thì hiện nay bên công ty Nano đã nhập về một cái sản phẩm rất là hữu ích cho các cái bộ báo động, là đây là thiết bị báo nhiệt, mã của nó là TH70. Thì hiện nay mình sẽ quay phim để cho anh em kỹ thuật kết nối vào cái trung tâm báo động Picotech hoặc là Karasan để chúng ta coi thử là nó hoạt động như thế nào. Nguyên tắc hoạt động của cái TH70 này là nó dựa trên cái nhiệt độ gia tăng, tức là khi mà có cái việc đốt hoặc là khò cái trạm ATM á thì nhiệt độ nó tăng dần lên, và khi nó đạt qua cái ngưỡng 70 độ C thì nó sẽ báo, do đó là cái mã của nó là TH70. Bây giờ là kỹ thuật nano sẽ đấu vào cho các bạn thấy ha. Cái này là mặc định của nó là thường đóng nha các bạn. Thường đóng đó, lưu ý nha, tức là thường đóng, khi nào nó nóng thì nó mới mở ra đúng không, nó hở ra cái giống như ở trong đó, nó có một cái relay nhiệt như vậy á, nó mở ra đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay, chúng ta sẽ lấy cái kẹp mà mỏ 6 ha, chúng ta sẽ kẹp hai cái cực của cái đó, cái TH70 chúng ta thấy nha, hai cái cực của nó ha. Đó, đây, phóng to lên. Đó, nó rất là đơn giản thôi. Rồi. Một đầu thì chúng ta sẽ đấu vào trong cái này, thì bây giờ phải mở ra. Đó, cái chân này là chân nào bạn Dạ, thuận? mình có chân John và Jane đây. Rồi, rồi chân Rồi. John là chân vùng, chân Jane đây là mát. Rồi. Rồi, chúng ta Đấu sẽ thường thường đóng là mình sẽ mở chân một con cỡ ngay son. Tức là chúng ta sẽ có một con điện trở này là mấy ký đúng không? Dạ. Mình không nhớ. Tức là điện trở này nó luôn luôn đi kèm theo Luôn bộ luôn đi trung kèm tâm. theo bộ. Do đó là các bạn cũng không có quan tâm nhiều là nó là điện trở gì bao nhiêu ký, vì nó luôn luôn có sẵn. Nhưng mà chắc chắn là làm anh em mà dân điện tử thì nhìn con điện trở sẽ đọc được, nhìn cái mã vạch của nó sẽ biết được ha, cái màu có trên con điện trở. Và chúng ta đấu vào. Nhớ là cái màu đỏ là vô chân John và màu đen là vô chân mát, tức là chân Cái rau này á. nó không Không cần luôn không hả? không cần đúng sao 2 giây về đấu vô một chân cho một chân vô con điện cỡ. À vậy hả? Nhưng mà điện trở rồi mới xuống mát chứ đúng không? Tức là Dạ con điện trở đúng luôn rồi. luôn là để ở chân rau á, tức là Dạ VND á. Thì cái nguyên tắc là lúc nào cũng vậy mà. Và ở đây thì mình cũng lưu ý là cái bộ BC8000 GTM này luôn luôn phía sau nó cũng có một cái hướng dẫn là cách gài sim nha các bạn. Đó, đây là cái mà cái điểm mà hỗ trợ kỹ thuật tốt, rất là tốt của bộ 8000 ha. Để anh em biết cách gài cái sim vào cho nó không bị lỗi. Rồi, thì bây giờ chúng ta đã đấu vào rồi, các anh em lưu ý nha. Có hai cổng, đó là cổng John và cổng JND ha. Và cái cổng cổng rau á, cổng mát á thì chúng ta sẽ gắn vào một con điện trở. Rồi ok. Rồi còn cái đầu bên kia thì các bạn thấy ha, đây. Đây là cái đầu cũng có cái bộ báo nhiệt TH70 ha. Rồi. Rồi chúng ta tạm thời là gắn như vậy đi ha. Rồi xong rồi chúng ta sẽ quay cái bộ báo động ngược lên để chúng ta thấy được cái màn hình của nó. Đây bộ báo động cái mã của nó là BC8000GM nha, BCA8000GM. Và luôn luôn các anh chị lưu ý là nó có số email cũng như là bên cạnh đó là có cái tem chống giả của Bộ Công an, các bạn thấy ha. Đó rồi ok. Rồi chúng ta lật ngược. Thì để làm giống như là bọn trộm cũng sử dụng, tức là chúng dùng những cái loại khò, nhưng mà thực ra nó không phải dùng cái khò nhiệt đâu mà dùng cái khò lửa luôn. Nhưng mà cái nào cũng vậy thì nó sẽ gây một cái tác động là nhiệt độ nó sẽ tăng dần lên. Cái khò mà đèn khò của bọn bọn trộm mà nó làm cho mấy cái trạm ATM hoặc là két sắt thì đương nhiên nó sẽ làm cái nhiệt độ nó nhanh cao lên và nó sẽ báo nhiều hơn thôi, báo nhanh hơn thôi ha. Rồi chúng ta sẽ khò, rồi khò thử coi ha. Và trước trước khi khò thì nhớ là chúng ta phải bật on cái bộ báo động lên để mà thấy được ha. Ok, thì bắt đầu chúng ta bắt đầu khò nha. Rồi ok, bật cái máy khò lên thôi. Nếu muốn mau nữa thì lấy khò quẹt đốt cũng được, nhưng mà chúng ta có sẵn cái máy khò chúng ta khò luôn. À, rất là thấy nóng là nó báo liền thấy không, rất là
là khi mà nhiệt độ cái này nó tăng lên trên 70 độ C thì cái trung tâm báo động nó sẽ báo. Bấm tắt đi, bấm tắt cái báo động. À, thì nó báo rồi, các bạn thấy nó báo, và đồng thời khi mà cái này nó báo á, thì nó sẽ gửi cái tin nhắn, và thứ hai là nó gọi điện thoại cho cái cơ quan chủ quản. Tức là chúng ta hình dung là khi mà kẻ gian nó bắt đầu nó khò, nó đốt những cái thiết bị trong cái trạm ATM á, thì cái này nó sẽ báo về trung tâm, và trung tâm nó sẽ gọi điện nó báo cho cơ quan chủ quản. Và chúng ta lưu ý là cái đầu này nó bằng kim loại là để nó tiếp xúc với lại cái cánh cửa hoặc là những cái nơi mà có kim loại, đúng không? Yeah. Để cho khi mà đốt nóng thì cái này nóng nó mới truyền nhiệt vào, chứ không phải là kẻ gian nó đốt ngay cái này nha các bạn. Mà có thể là chúng ta gắn ngay cái cánh cửa bằng sắt, của cái két sắt hoặc là của cái tủ ATM chẳng hạn, như vậy thì là cái này nó sẽ là nó truyền nhiệt vào. Đó, cái này bằng kim loại này, lưu ý cái này bằng kim loại. Đơn giản như vậy thôi. Thì nếu mà anh em có cần quan tâm, muốn hỏi thêm về kỹ thuật thì có thể là gọi điện thoại số là 0901186173, hoặc là gọi ngay cái hotline hotline của phòng kỹ thuật là 0933664402. Và cũng lưu ý luôn là cái 0933664402 này là vừa là hotline phòng kỹ thuật và vừa là cái số Zalo luôn. Do đó là nhiều anh em kỹ thuật nếu mà đang thi công ở công trình mà bị vướng mắc cái gì đó thì có thể là quay phim và gửi ngay qua cái số Zalo là 0933664402 để mà anh em kỹ thuật của Nano có thể là hỗ trợ kịp thời, có thể là hỗ trợ sau khi xem phim, hoặc là có thể là quay video trực tuyến luôn, đúng không? Và anh em hỗ trợ từ xa luôn, rất là tiện lợi luôn. Rồi cảm ơn các anh em đã theo dõi. Rồi ok.